Chúng ta cùng trở lại với phần còn lại trong trận đấu giữa sao đỏ Belgrade và Real Madrid. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 18 giải bóng rổ nhà nghề châu Âu EuroLeague mùa giải 2022-2023 đang được gửi đến quý khán giả trên sóng của FPT Play. Lúc này với tỷ số 66-51, các cầu thủ Real Madrid đang hoàn toàn chiếm thế chủ động. Walter Tavares tại sao không tiếp tục tấn công vào rổ? Nhưng đường chuyền ra của Tavares hóa ra lại là một ý tưởng hay. Musa đang quá cháy. Đó mới là cú ném 3 thành công thứ hai trong trận này thôi. Nhưng tổng số điểm của Danan Musa thì đã là con số 22 rồi. Trong khi đó thì sao đỏ Belgrade dường như là đang tắt dần những hy vọng. Họ liên tục dứt điểm trượt. Hiệu suất 3 điểm đã từng có lúc lên đến 43%. Bây giờ thì chỉ còn 30% thôi. Alberto Abande đã trở lại. Góc không độ là Piccinelli. Fake bóng rất hay, vừa kịp tung ra cú ném. Nhưng đáng tiếc là nó đi hơi thiếu lực. Đây là Stefan Markovic. Tình huống khá lúng túng. Không ném trung bình ra ngoài ném 3. Nhưng ném 3 thì không hiệu quả một chút nào cả. Khi tâm lý đã bị đè nặng thì cơ bắp của các cầu thủ cũng căng cứng. Sẽ rất khó để đạt được cảm giác tốt nhất trong những tình huống ném xa. Tiếp tục là Danan Musa cầm bóng. Có hiểm trợ từ Tavares, không có tình huống pick and roll thành công. Đây sẽ là tình huống một mình một rổ. Và đó là tình huống úp rổ tốt đến từ Ognan Dobrić. Dobrić đang có tỷ lệ dứt điểm thành công trong vòng bán nguyệt là 100%, 4 trên 4. Không hiểu là Sergio Rodriguez vừa định chuyền hay ném nữa. Tiếp tục là pha phạm lỗi. Ognan Kuzmic là người đã phạm lỗi với Walter Tavares. Trận đấu ngày hôm nay nếu ví Real Madrid là một phương trình với ẩn số là Walter Tavares thì rõ ràng là sao đỏ Belgrade đã không tìm được ẩn này. Không có bất cứ cách nào để có thể ngăn chặn được trung phong người Cap Verde. Và nhận bóng của Piccinelli. Piccinelli trận này thi đấu quá ấn tượng. Chiều cao lên đến 2m11 nhưng bộ chân vẫn cực kỳ linh hoạt. Và đôi tay thì mềm mại, khéo léo. Một mẫu cầu thủ toàn diện khiến chúng ta có thể nghĩ đến Kevin Durant của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. Tất nhiên là một đẳng cấp thấp hơn. Tình huống ném rất với của Nedovic. Sao đỏ Belgrade đâu thiết kế được một tình huống tấn công nào sáng nước. Nãy giờ những gì họ đang làm đó là đưa trái bóng lên, ném 3. Hy vọng trái bóng vào rổ. Nhưng những hy vọng đó cũng giống như là điều ước của cô bé bán diêm trong đêm Giáng sinh vậy. Nó chỉ tan đi thành mây khói, không để lại bất kỳ một hiệu quả nào. Alberto Abande có điểm số đầu tiên và thậm chí đấy là một tình huống sidestep rất đẹp mắt. Hai điểm thôi nhưng đó là hai điểm không khác nào một nắm đấm của võ sĩ hạng nặng. Vẫn là những tình huống phối hợp rất rối của các cầu thủ sao đỏ Belgrade. Alberto Abalde thì có vẻ quyết liệt hơi thái quá. Đó là tình huống phạm lỗi thứ tư rồi. Reaching foul không cần thiết cho lắm. Chứng kiến những gì đã xảy ra trong 3 hiệp đầu thì chúng ta đã kỳ vọng hiệp 4 sẽ diễn ra hấp dẫn hơn. Cứ mỗi lần Real vươn lên, Belgrade sẽ trở lại. Và chúng ta chờ đợi Belgrade làm được điều tương tự khi Real một lần nữa dẫn trước vào cuối hiệp 3. Nhưng hóa ra sang hiệp đấu thứ tư này, sàn diễn lại hoàn toàn thuộc về các cầu thủ Real. Danan Musa, Walter Tavares, Piccinelli, Sergio Rodriguez
Và mới nhất là Beto Abande đã ghi điểm. Họ giống như một đợt thủy triều nhấn chìm các cầu thủ sao đỏ Belgrade. Thêm một lần nữa, đồng hồ kỹ thuật trên sân có vấn đề và các trọng tài sẽ phải xem lại. Chúng ta thấy bên ngoài sân thì Vincent Poirier cũng như là Rudy Fernandez có vẻ như đã đợi để vào sân. Huấn luyện viên Jose Mateo có một đội hình có chiều sâu và ông hoàn toàn có thể thay người ở thời điểm mà thế trận đã có thể nói là tương đối an bài như thế này. 71-53. Nụ cười của Facundo Campazzo đâu rồi? Anh đến sân để xem đội bóng mình đang khoác áo thi đấu. Nhưng cuối cùng, nỗi buồn lại thuộc về cầu thủ người Argentina. Khi Real Madrid, đội bóng cũng từng có được sự phục vụ của Campazzo, lại là những người đang thi đấu quá hiệu quả. Tiếp tục là Dani Musa cầm bóng. Chưa thể kiến tạo cho Vincent Poirier. Chiều cao của Vincent Poirier là không hề tệ, 2m13. Nhưng so sánh với sải tay của cầu thủ cao 2m20 như là Walter Tavares thì một đường chuyền như vừa rồi của Dani Musa vẫn là hơi khó. Dani Musa tiếp tục đi bóng. Rất khéo léo và có sự tiếp ứng của Vincent Poirier. Chủ nhân của huy chương bạc Olympic Tokyo 2020 vừa có điểm số đầu tiên trong trận này. Nemanja Nedovic, những nhịp crossover đó để làm gì đây? Không hề có một khoảng trống nào được tạo ra từ những pha đi bóng kỹ thuật kiểu đó cả. Nedovic thở dốc. Huấn luyện viên Dusko Ivanovic lắc đầu. Có lẽ lúc này thì không còn gì nữa rồi. Thật sự đáng tiếc trong một trận đấu đã mở đầu hay, diễn ra còn quyết liệt cho đến cuối hiệp 3. Nhưng sang hiệp 4, các cầu thủ Real Madrid đã cho thấy họ xứng đáng với biệt danh đội bóng hoàng gia đến như thế nào. Đường chuyền hay của Dedovic có hai điểm. Lazarevic là tác giả của tình huống chạy cắt thông minh. Hai điểm đầu tiên của cầu thủ mặc áo số 2. 1 phút 47 giây còn lại có lẽ cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Nigel Williams Ghost cũng đã có điểm số cho cá nhân mình. Đó là con số 8 cho Nigel Williams Ghost. Và thời điểm hiện tại thì châu Âu đang trải qua một trong những mùa đông ấm nhất trong lịch sử. Thậm chí ở những quốc gia gần với khu vực Địa Trung Hải như là Tây Ban Nha, nền nhiệt độ của họ có thể lên đến 20 độ, không khác nào mùa hè. Thế nhưng ngày hôm nay với Real Madrid, đội bóng đến từ Tây Ban Nha này đang thực hiện một màn lăn cầu tuyết quá ngoạn mục. Ngay trên sân Alexander Nikolic của đối thủ. Thêm một tình huống chặn bóng nữa. Trận đấu với Maccabi ở vòng 17 là bữa tiệc úp rổ. Thì ngày hôm nay là một bữa tiệc block của các cầu thủ Real. Theo dõi những trận đấu như thế này, các đối thủ của Real có lẽ cũng nên sợ dần là vừa. Tình huống phạm lỗi của Nemanja Nedovic. Huấn luyện viên Dusko Ivanovic có lẽ nên rút các cầu thủ chủ chốt ra ngoài sân. Tiết kiệm sức lực cho trận đấu tiếp theo. Sẽ là một thất bại muối mặt của các cầu thủ sao đỏ Belgrade. Họ đã đặt rất nhiều quyết tâm ở trận này để vượt qua một trong những đội bóng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Nhưng đây sẽ là trận thua thứ 9 của mùa giải. Tất nhiên là chúng ta có thể tưởng tượng nếu có Facundo Campazzo, mọi chuyện có thể rất khác với sao đỏ Belgrade. Nhưng nói như vậy thì cũng chỉ giống như đếm cua trong lỗ mà thôi. Có gì thì phải dùng nấy. Và các cầu thủ sao đỏ Belgrade vào lúc này sẽ phải biết cách thi đấu, phải biết cách chiến thắng mà không có tân binh sáng giá nhất ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi.
hai đội gần như không ghi điểm nữa. Vincent Pagie, trung phong người Pháp vừa có một tình huống ném 3 thành công. Trận đấu quá thoải mái cho các cầu thủ Real và với 15 giây còn lại sẽ là dừng bóng. Sau đó Belgrade không tấn công nữa. Một trận đấu mở ra với những diễn biến rất hấp dẫn. Hai đội giằng co, có những loạt đuổi điểm, có những lúc Real vươn lên, Sao Đỏ chặn lại. Nhưng cuối cùng, đội khách vẫn là những người hưởng niềm vui chiến thắng với một hiệp 4 quá cách biệt. Có lẽ không ai nghĩ được rằng là trận đấu này khép lại với cách biệt 20 điểm. Khi theo dõi hiệp 1, hiệp 2 và thậm chí là hiệp 3 của trận đấu này. Sự sa sút về hiệu suất ném 3, bế tắc trong tấn công và hàng phòng ngự không thể hóa giải được Walter Tavares, cũng như những pha đột phá và kiến tạo của Sergio Rodriguez, của Danan Musa đã khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Dusko Ivanovic phải trả giá. Quý vị khán giả thân mến, những cái bắt tay thân ái vừa rồi của Facundo Campazzo với Sergio Rodriguez, với những người đồng đội cũ tại Real, cũng là những hình ảnh cuối cùng mà chúng tôi gửi đến trong trận đấu giữa Sao Đỏ Belgrade và Real Madrid ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý khán giả đã dành những giờ nghỉ ngơi quý giá trong buổi đêm ngày hôm nay để theo dõi bóng rổ châu Âu cùng với chúng tôi. Và xin được hẹn gặp lại trong những trận đấu hấp dẫn tiếp theo của EuroLeague. Xin chào tạm biệt. Yo.